Rồi tiếp tục. Lần thứ hai. Kiển gót. Khi nghe hiệu lệnh bật thì chúng ta hạ tay xuống và đánh tay ra sau. Và khi bật chúng ta bật mạnh hai chân và bật người lên về trước. Hai tay đánh ra trước để giữ thăng bằng. Bắt đầu. Đúng.